Bộ phim này sẽ cho bạn cảm nhận tí hơi của đế chế Maya, cơ mà độ chính xác lịch sử lại hoàn toàn không có. Người xem nên cân nhắc. Điều thứ hai mà bạn nên cân nhắc là vào group phim này hay phết để bàn luận tất tần tật về phim ảnh các thứ. Còn bây giờ là nội dung của Apocalypto. Đây là Vuốt Báo. Vuốt Báo đang đuổi lợn vòi cùng với anh em trai tráng trong làng. Chật vật mãi họ mới lùa được con lợn vào cái bẫy cọc mà anh em vẫn dùng để đuổi. Con lợn nằm hấp hối, còn anh em thì cười như được mùa. Họ chia nhau các phần của con lợn trước khi mang thịt về chia tiếp cho cả làng. Thì Vuốt Báo thấy có một hiện tượng lạ, có một cái gì đó lẩn trong bụi rậm phía xa. Vuốt Báo lên tiếng. Thì trong đám bụi rậm, một người đàn ông lò dò đi ra. Anh ta mang cá đến đổi thịt của anh em Vuốt Báo, xin đi qua khu rừng này. Quê nhà họ bị tàn phá, nên những người còn sống sót phải đi qua đây tìm một khởi đầu mới. Bố Vuốt Báo, Đá Trời, người già nhất bọn đồng ý cho họ đi qua. Cả đoàn người rời đi, còn anh em Vuốt Báo thì về. Ông già dặn anh em không nói gì với người trong làng về cuộc chạm trán vừa rồi. Thấy con trai vẫn còn bận lòng, ông già ôn tồn bảo: trong mắt người đàn ông kia là nỗi sợ, chúng ta không nên mang nỗi sợ về làng. Họ về làng chia thịt cho cả làng, rồi ai lại về nhà nấy. Vuốt Báo về lều với vợ và thằng con trai tên là Rùa Chạy. Bố ông đặt tên ông thì hay, mà ông đặt tên con thì vợ Vuốt Báo sắp sửa tòi ra thêm thằng nữa, mong thằng này sẽ có tên hay hơn. Đêm xuống, mọi người nghe già làng kể chuyện, câu chuyện về sự sáng thế, sự xuất hiện của loài người và thứ làm con người đáng sợ hơn mọi loài vật khác: lòng tham. Vuốt Báo nghe chăm chú lắm nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh về lều đi ngủ thì mơ thấy người đàn ông mình gặp ban sáng cầm trái tim trên tay báo mộng rằng anh nên bỏ chạy. Vuốt Báo tỉnh cơn mê, vừa đúng lúc có người lạ vào làng, cả làng bị đánh úp. Lũ kia mạnh hơn, nhanh hơn, nhiều vũ khí hơn, và được cái là bất ngờ nên cả làng Vuốt Báo không kịp trở tay. Vuốt Báo dù nhanh nhất cũng chỉ kịp đưa vợ con xuống trốn dưới hang đá rồi quay ra quất hết mình. Anh đưa được một thằng lên bảng đếm số để bảo vệ vợ con, chuẩn bị cho thằng thứ hai lên thì bị thòng lọng ngang cổ. Một tên lính để ý thấy báo nhìn xuống hang nhưng đến không thấy gì nên chỉ cắt dây chứ không xuống xem thử. Tên ban nãy bị báo tí đưa lên bảng, dở giọng cay cú đòi giết anh trả thù nhưng bị đội trưởng Không Sói ngăn không cho. Hắn nhìn thấy Đá Trời và vì thịt người già thì không sao, chúng cần trai tráng khỏe mạnh nên xử tử Đá Trời ngay trước mặt Vuốt Báo. Chúng trói người kéo ra khỏi hang thì gặp một tổ đội khác, bắt được đúng những người mà Vuốt Báo và bố gặp hôm qua. Họ bị dẫn qua sông chảy xiết, vách núi cao, đi qua những mỏm đá trắng xóa, những ngôi làng tan hoang đến đâu thì chưa biết. Qua một cánh đồng chết, họ gặp một bé gái bị bệnh. Một tên săn người cố đẩy bé gái ra xa thì con bé nói bằng giọng lạ rằng trước tiên chúng sẽ thấy ngày hóa thành đêm, rằng một người đàn ông chạy cùng báo đen sẽ đưa chúng đến với sự diệt vong. Lũ săn người sợ hãi nhưng Không Sói thì không quan tâm. Chúng dẫn người đi tiếp đến kinh thành của người Maya. Phụ nữ bị bán đi làm nô lệ, còn đàn ông bị dẫn đi chỗ khác bôi sơn xanh lên người, quy ly quy lớp quy lai. Đáng tiếc là không, họ bị mang đi làm vật tế, moi tim chặt đầu hiến tế cho thần mặt trời. Vuốt Báo tưởng số mình đã tận, cơ mà đến đúng lượt anh thì nhật thực xảy ra, bóng đêm xuất hiện. Lão thầy cúng nói rằng thượng đế đã uống đủ máu nên không cần hiến tế nữa. Hắn bảo Không Sói dẫn những người khác đi. Họ bị dẫn đến đấu trường, nơi Không Sói cho con trai chạy đến cuối làm ma, còn các tù binh bị cắt dây trói rồi giao hẹn là chạy khỏi đấu trường thì được tự do, chưa kể là được giảm giá khi mua áo trùm cuối. Hai người đầu tiên chạy đi nhưng bị chúng phóng lao với ném đá chết. Vuốt Báo được thả ra thì chạy theo đường rích rắc để chúng không ngắm được, nhưng anh vẫn bị Không Sói cho một tên xuyên bụng. Tên con trai Không Sói định đến kết liễu anh thì người bạn bị phóng lao ban nãy tự dưng bừng tỉnh đánh lạc hướng tên kia, giúp Báo thừa cơ cắm mũi tên anh vừa bẻ vào hắn, giết chết con trai Không Sói. Không Sói thấy con trai chết cay, sai quân đuổi theo Vuốt Báo. Anh chạy khỏi ruộng ngô, lao xuống chỗ khu rừng, dùng vỏ cây cầm máu rồi trèo lên cây trốn. Lũ săn người chạy qua chỗ anh nhưng một giọt máu rơi xuống vai một tên khiến Không Sói để ý, bắt cả lũ quay lại tìm trên cây. Anh chưa kịp bò xuống chạy thì gặp một con báo đen cũng đang ngồi trên cây. Giờ thì không có trốn tránh gì cả, chạy, báo chạy như cha chết. Ừ thì cha anh cũng chết thật, để bọn săn người phát hiện. Một tên định đón đầu anh nhưng bị con báo đen vồ chết. Cả lũ lao vào đánh con báo, cho báo cơ hội bỏ chạy. Một tên thấy dấu hiệu đúng y như những gì cô bé ban sáng nói, sợ. Nhưng Không Sói vẫn không quan tâm, chúng tiếp tục đuổi anh. Thì trong lúc đang truy theo những dấu vết màu xanh trên cây, một tên bị rắn độc cắn chết. Vuốt Báo bị dồn xuống thác nước, nhảy đi luôn. Anh lồm cồm bò lên bờ sông rồi gáy bẩn rằng giờ đã về rừng của anh, sân chơi của anh, luật của anh. Không Sói cay lắm, đòi cả lũ nhảy xuống luôn để đuổi cho kịp. Một tên chần chừ, bị Không Sói cho đi bán mối luôn. Cả lũ nhảy xuống thì lại một tên nữa chết do va phải đá ngầm. Báo thấy lũ kia nhảy thì bỏ chạy, và phần thưởng cho việc anh gáy sớm là ngã xuống hố bùn tí thì chết. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, giờ người Vuốt Báo đầy bùn, thế là anh có thể cầm quao tổ ong ném bỏ mẹ bọn săn người. Vuốt Báo lẩn vào rừng đúng lúc trời bắt đầu đổ mưa. Thế là sao? Là anh phải nhanh không vợ con anh chết đuối, rửa hết bùn trên người rồi dùng gai trên cây tẩm độc bằng con ếch rồi hạ sát một thằng. Anh định lấy vũ khí của nó tiếp tục chiến đấu thì thằng giết bố anh nhận ra có gì đó không một, lao đến định kết liễu anh, nhưng Vuốt Báo đã nhanh hơn, nhanh tay dùng chày gõ tên kia lăn ra chết. Anh bị Không Sói đuổi, nhưng cánh rừng này đúng là sân chơi của anh. Lão già bị anh dụ lao vào cái bẫy lợn lăn ra chết. Đoàn săn người của lão già giờ chỉ còn hai tên, chúng tiếp tục đuổi theo anh ra sát bờ biển thì bắt gặp những con thuyền buồm khổng lồ của dân châu Âu đến khai phá châu Mỹ. Hai thằng kia thôi không đuổi theo Vuốt Báo nữa, lăng xăng đi gặp người lạ, tạo cơ hội cho anh về cứu vợ khỏi hang nước. Thì thấy cô gái đã sinh đứa con thứ hai của Vuốt Báo ngay trong lúc anh đi vắng. Họ rời đi, tránh xa cả dân Maya và dân châu Âu, vì rõ là chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi hai ông tướng này gặp nhau. Dân Maya biến mất, còn tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.